Nana After School, mỹ nhân đẹp nhất hành tinh không được Kenneth thừa nhận và sự nghiệp lần đợt vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Nổi tiếng nhờ chiều cao nổi trội và ngoại hình chẳng khác gì siêu mẫu, Nana từng nhiều lần lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dù nhan sắc khiến khán giả Hàn tranh cãi. Nana có tên thật là Im Gina và sinh năm 1991. Cô là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô cũng là thành viên của nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel. Không chỉ sở hữu dáng người cao thanh thoát, đường nét hài hòa mà cô còn có gu thời trang trẻ trung, đẳng cấp và rất gợi cảm. Bên cạnh khuôn mặt đẹp nổi bật, Nana còn được biết đến với thân hình cân đối, chuẩn như siêu mẫu, đặc biệt là đôi chân thon dài quyến rũ. Đôi chân của Nana là ước mơ của nhiều cô gái Hàn Quốc và được người hâm mộ tôn vinh là đôi chân đẹp nhất xứ sở kim chi. Dù nhận rất nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc, suốt nhiều năm qua, ca sĩ chưa từng rời khỏi top 6 danh sách này. Năm 2013, chuyên gia sắc đẹp thế giới lần đầu tiên chú ý đến Nana và xếp cô vị trí thứ hai. Kết quả này lập tức gây tranh cãi. Theo Bart, hầu hết các bình luận chê bai, mỉa mai Nana đều đến từ khán giả trong nước. Dư luận hàng hoài nghi với độ uy tín và quan niệm cái đẹp của trang TC Keller. Trên Naver, công chúng cho rằng chuẩn đẹp của họ phải là Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Lee Jong Ae hay Jeon Ji Hyun. Trong cuộc phỏng vấn với Nielsen, Nana nói mệt mỏi, nhiều lần khóc thầm mỗi khi đọc bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí lên trang cá nhân của cô để mặt sát, chế giễu. Người đẹp khẳng định không bỏ tiền mua danh hiệu, mọi thứ tự nhiên nên không hiểu vì sao bị khán giả ném đá. Nhiều năm qua, Nana luôn nỗ lực để được ghi nhận, theo Naver. Ngoài ca hát và người mẫu, cô lớn sân sang diễn xuất, làm MC, tích cực tham gia show truyền hình thực tế. Nhưng hình ảnh và tên tuổi của cô trong mắt khán giả vẫn mờ nhạt. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới chinh phục miền đất K-pop. Trước khi ra mắt là thành viên của nhóm nhạc After School, Nana là một người mẫu từng tham gia siêu mẫu contest 2009 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là bàn đạp giúp cô bước chân vào làng giải trí xứ Hàn. Năm 2009, Nana chính thức debut với vai trò hát, rapper, nhảy chính của After School. Sự xuất hiện của Nana trong đội hình của nhóm đã thu hút rất đông người quan tâm với vẻ xinh đẹp, giọng hát chất lưu vô cùng cá tính. Thời điểm đó, After School mặc dù thuộc thế hệ Gen 2 không quá nổi bật như 2NE1, SNSD, nhưng được khen ngợi bởi đội hình đồng đều, tài năng và đặc biệt là nhóm đã làm nên thành công cho Blackdisk Entertainment. Cô đảm nhận vai trò một trong ba vũ công chính của nhóm After School trong khoảng 5 năm. Trong thời gian này, chân dài sinh năm 1991 thường được gọi bằng biệt danh búp bê vì sở hữu thân hình mảnh khảnh và mái tóc luôn nhuộm màu vàng rực. Cô chỉ nhuộm lại màu tóc tối sau khi nhóm nhạc tạm dừng hoạt động. Trong thời gian hoạt động cùng After School, Nana có tách ra hoạt động nhóm nhỏ như Orange Caramel, Justin Gret. Sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ khá sôi nổi và nhận được nhiều đánh giá cao. Sau một thời gian chìm nổi, các thành viên lần lượt rời đi, có người mới thêm vào và chịu sự đóng băng nhiều năm. Sau tất cả, Nana vẫn là cái tên có sự nghiệp ổn trọng nhất trong After School. Không biết khi nào sẽ quay lại sân khấu để có thể ca hát cùng các thành viên, Nana thay vào đó tích cực lấn sân vào lĩnh vực làm MC, tham gia nhiều show truyền hình và đặc biệt thành công trên con đường diễn xuất. Nana từng tham gia diễn xuất vào năm 2006, nhưng khi ấy chỉ là những vài khách mời, không có bao nhiêu đất diễn. Cho đến năm 2015, nữ ca sĩ góp mặt trong phần 2 của bộ phim Go La La Go do Trung Quốc sản xuất. Khi mới đá chân sang đóng phim, nhiều người nghĩ rằng Nana rồi sẽ như những bình hoa di động khác mà thôi. Nhưng cô đã cho thấy khả năng biểu cảm linh hoạt, nhập vai ngọt và kỹ thuật diễn xuất ngày một nâng cao khiến ai nấy cũng phải tán thưởng. Đầu tiên phải kể đến tác phẩm The Good Wife, Nana đã khiến công chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về diễn xuất độc nhất của mình. Tiếp theo đó là tác phẩm hành động khá gây cấn Kiris High Justice và phim điện ảnh The Swindler đều chứng minh được thực lực diễn xuất của thành viên After School. Mới đây, Nana tham gia vào bộ phim Into the Ring với những tình tiết mới hấp dẫn cùng với sự diễn xuất chất vai của hai diễn viên chính. Phim đã thu hút người xem ngày một đông và dẫn đầu rating đài trung ương, vượt qua cả phim của mợ ngố Song Ji Hyo. Tuy nhiên, diễn xuất nhiều nhưng Nana vẫn chưa mạo hiểm chọn những kịch bản có tính mới lạ hơn để bước ra khỏi vùng an toàn, cũng như chứng minh bản thân có thể diễn giỏi hơn thế nữa. Thế nên, sẽ mất một thời gian nữa chúng ta mới thấy được sự nở hoa trong diễn xuất của Nana. Ngoài ra, sở hữu chiều cao 1m71 và ngoại hình như siêu mẫu, đó là lợi thế lớn giúp Nana có được vô số những hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện, mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu đình đám. Đặc biệt, Nana đã 6 năm liền lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Nữ idol K-pop sở hữu gương mặt đẹp không tì vết và body trời cho với đôi chân dài miên man khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn. Đặc biệt, vào tháng 9 năm 2019, Nana đã từng đến Việt Nam tham dự sự kiện quảng bá cho một thương hiệu có tiếng tại Hàn. Sự có mặt của nữ idol đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của truyền thông Việt và người hâm mộ. Dù đã trở thành tiền bối trong showbiz Hàn, nhưng cho đến nay, Nana vẫn chưa có bạn trai, thậm chí tin đồn cũng không có. Nhiều người hy vọng rằng trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ dành thời gian cho bản thân và sớm tìm được chân ái của đời mình. Nhan sắc gây tranh cãi vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.
Nana vốn đã là một gương mặt nổi bật trong nhóm ngay từ những ngày đầu tiên. Dáng người cao 1m71, mảnh khảnh nhưng rất săn chắc và quyến rũ của cô nàng chính là vũ khí bí mật thu về một lượt fan không hề nhỏ Chapter School. Ngoài đôi chân dài miên man, Nana còn sở hữu gương mặt xinh đẹp, không đụng hàng với bất kỳ mỹ nhân nào. Đó là lý do, dù không còn hoạt động tích cực ở lĩnh vực ca hát, nhưng cô nàng vẫn thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng. Thậm chí, còn có nhiều lời đề nghị về việc thử sức trong lĩnh vực phim ảnh. Ở tuổi U30, nhan sắc của Nana được nhận xét là sang chảnh, sắc sảo và không còn nét ngây thơ như thời điểm mới ra mắt. Theo Naver, Nana luôn xếp thứ hạng cao trong các cuộc bình chọn nhan sắc thế giới nhờ đường nét sắc sảo, đôi mắt hút hồn, mũi cao thẳng, khuôn mặt có phần góc cạnh. Nhiều ý kiến nhận xét gương mặt Nana vừa có nét dịu dàng, mong manh, đặc trưng của châu Á, vừa toát lên vẻ sắc sảo, gợi cảm. Khi trang điểm tông màu đậm, kẻ mắt khói, nữ thần tự khiến người hâm mộ liên tưởng tới các ngôi sao âm nhạc Âu Mỹ. Không chỉ nhan giỏi, khả năng biểu cảm trên sân khấu của Nana cũng khá tốt. Chân dài 29 tuổi là một trong hai thành viên có lượng fan đông nhất trong After School. Tuy được lựa chọn top 10 gương mặt đẹp nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp, Nana vẫn vướng phải những ý kiến chỉ trích tại quê nhà. Khán giả Hàn liên tục biệt thị nhan sắc. Một bộ phận khán giả còn nghi ngờ uy tín của bảng xếp hạng trên hoặc cho rằng nữ thần tượng bỏ tiền mua vị trí đứng đầu top 100. Trong bài phỏng vấn với Nielsen, Nana thừa nhận nhiều lần cô đã bật khóc khi đọc bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội. Trên nhiều diễn đàn lớn như Pan, Nate, nhan sắc của Nana không được lòng người Hàn. Họ cho rằng đường nét của cô không theo chuẩn Á Đông. Vô số ý kiến tiêu cực dưới mỗi bài viết về ngoại hình của Nana tại Hàn Quốc. Trước đó, người đẹp vướng nhiều lùm xùm đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hình ảnh thời học sinh của Nana khiến nhiều người bất ngờ vì quá khác biệt. Thái quán Lee Ki-chang chia sẻ trên Ra Âm, Hàn Quốc còn rất nhiều người nhan sắc hơn hẳn Nana, chuẩn đẹp trong mắt người Hàn và thế giới thật quá khác biệt. Nana từng tâm sự không muốn bị so sánh nhan sắc với những mỹ nhân đình đám như Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee vì cô thần tượng họ và thấy mình thấp kém, không thể với tới đàn chị. Dù không được khán giả quê nhà công nhận có gương mặt đẹp, Nana lại được đánh giá cao ở vóc dáng người mẫu, thân hình thon gọn. Người đẹp 9X thường mặc áo crop top và váy cắt xẻ táo bạo để khoe chân dài, eo thon. Vừa qua luôn ý kiến chỉ trích của dư luận, Nana luôn nỗ lực phát triển sự nghiệp. Cô lấn sân sang các lĩnh vực diễn xuất, MC, tham gia nhiều show truyền hình thực tế. Cô còn chiến thắng trong một số chương trình về thiết kế thời trang và nấu ăn tại Trung Quốc. Ngoài ra, gương mặt đẹp giúp mỹ nhân xứ Kim Chi có được nhiều hợp đồng quảng cáo trong và ngoài nước. Cô không chỉ tham gia đóng phim mà còn là người mẫu đắt khách của các thương hiệu nổi tiếng. Sau nhiều năm nỗ lực, Nana đã giành được thiện cảm của phần đông dư luận Hàn Quốc. Khán giả bắt đầu thừa nhận cô là một trong số những ngôi sao toàn tài của showbiz, vừa xinh đẹp vừa có năng lực trong nhiều lĩnh vực. Mỹ nhân 9X cho biết muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát và diễn xuất để ghi điểm với khán giả. Cô hy vọng được biết đến với tư cách là nghệ sĩ đa năng cùng những sản phẩm chất lượng hơn là danh hiệu đẹp nhất hành tinh luôn bị đem ra bàn tán, mổ xẻ.